Cá ngừ là loại cá lớn thuộc họ cá bạc má, Scombridae, chủ yếu thuộc chi Tunnus, sinh sống ở vùng biển ấm, cách bờ độ 185 km trở ra. Cá ngừ đại dương là loại hải sản đặc biệt thơm ngon, được chế biến thành nhiều loại món ăn ngon và tạo nguồn hàng xuất khẩu có giá trị. Tuy nhiên, nhiều người không dám ăn cá ngừ vì coi đây là loại cá độc, ăn vào khiến tức ngực và đau xương, nhất là những người có bệnh về xương khớp. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, tập thể mà thủ phạm gây ra là cá ngừ. Đó cũng là lý do cá ngừ bị tẩy chay trong thực đơn của các gia đình và có câu lừ đừ do ăn cá ngừ. Nhưng sự thật có đúng như vậy? Thực ra, cá ngừ là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và đã trở thành thực phẩm phổ biến hơn trong cuộc sống hàng ngày. Đây là loại thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên cáo nên có mặt trong các bữa ăn bởi những lợi ích mà nó mang lại. Cá ngừ chứa ít chất béo và calo, nhưng nó là thực phẩm phong phú protein và các chất dinh dưỡng khác. Ăn cá ngừ không chỉ duy trì một thân hình eo thon mà còn có thể cân bằng các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Cá ngừ là một sự lựa chọn lý tưởng cho những phụ nữ muốn giảm cân. Cá ngừ giàu DHA, EPA và taurin có thể giảm lượng chất béo trong máu và thúc đẩy sự tái sinh của các tế bào gan. Do đó, thường xuyên ăn cá ngừ có thể bảo vệ gan, tăng cường chức năng bài tiết của nó và làm giảm tỷ lệ mắc bệnh gan. Ăn cá ngừ có thể làm giảm mức độ lipid máu và các mạch máu, có hiệu quả ngăn ngừa xơ vữa động mạch. EPA, protein và taurin có trong cá ngừ có tác dụng làm giảm mức độ cholesterol trong cơ thể con người. Vì vậy, thường xuyên ăn cá ngừ có hiệu quả, có thể làm giảm cholesterol xấu trong máu và tăng cholesterol tốt, do đó ngăn ngừa các bệnh gây ra bởi mức cholesterol cao. DHA là một loại axit béo không bão hòa mà không thể được sản xuất bởi cơ thể con người. Đây là một trong những chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động bình thường của não bộ. Cá ngừ giàu DHA, do đó ăn cá ngừ có thể thúc đẩy sự tái sinh của các tế bào não, cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Cá ngừ có chứa một số lượng lớn sắt và B12, có thể dễ dàng hấp thụ bởi cơ thể con người. Thường xuyên ăn cá ngừ có thể bổ sung sắt đầy đủ cho cơ thể con người và ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Vì vậy, cá ngừ là một loại thức ăn sử dụng tốt nhất cho những người thiếu máu. Cá ngừ của lò thì đoàn chúng tôi đã ăn là 2 bữa rồi. Thì chúng tôi cảm nhận là nó cũng rất là ngon. Nó thứ nhất là thịt nó ngọt, béo, rồi hòa quyện với một số thức pha chế của nhà hàng thì chúng tôi ăn cảm giác rất ngon. Các chuyên gia khẳng định quan điểm cá ngừ có độc, ăn vào thường bị đau đầu, chuột rút, đau nhức xương khớp là hoàn toàn sai, không có cơ sở khoa học. Nhiều người ăn cá ngừ bị ngộ độc, và đây cũng là loại cá thường gây ra các vụ ngộ độc tập thể, không phải do bản thân cá ngừ có độc, mà do mua phải cá ngừ đã bị ươn, khiến chất đạm trong cá ngừ biến thành chất độc. Hơn nữa, cá ngừ rất hay bị nhiễm chất độc Scombro, có thể gây đau đầu hay bị chuột rút. Theo các nhà khoa học, cá ngừ là loại cá ăn thịt, ăn động vật sống, nên ruột và thịt cá chứa rất nhiều enzyme để tiêu hóa thức ăn động vật. Nếu cá bị ươn thì enzyme trong cá dưới tác động của men decarboxylase sinh ra từ vi khuẩn sẽ hoạt động phân hủy các axit amin histidine
sắc tố đỏ của cá ngừ nói riêng và các cá thịt đỏ như cá hồi, cá cơm than, thành chất histamine. Histamine là chất có khả năng gây dị ứng dữ dội cho người dùng như phù người, nhức đầu, nôn mửa, ngứa đỏ ngoài da. Khi ăn phải một lượng histamine cao vượt mức cơ thể chấp nhận được, ngưỡng cho phép là 100mg trên 1kg. Histamine có thể ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh, gây ra triệu chứng đau đầu, choáng váng, tim đập nhanh, mệt lả. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Đặc biệt, sự nguy hiểm của chất histamine là đặc tính chịu nhiệt. Thậm chí khi cá đã được nấu chín, đóng hộp qua thanh trùng, nhưng histamine vẫn không bị phá hủy. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo không nên ăn cá ngừ bị ươn, người có cơ địa dị ứng, trẻ nhỏ. Trước khi ăn cá ngừ nên thử một chút, nếu có biểu hiện bất thường thì không nên ăn. Để loại trừ enzyme và histamine độc của cá ngừ, khi chế biến cá ngừ nên chẻ đôi con cá theo đường xương rồi cắt khúc cỡ 10cm và ướp 30 phút với gừng tươi. 1kg cá cần khoảng 50g gừng tươi, băm nhỏ, ướp gia vị rồi mới chế biến. Việc ướp gừng trong 30 phút trước khi chế biến không chỉ làm tăng mùi thơm mà còn giúp giải độc, triệt tiêu tính gây dị ứng của cá ngừ. Nguyên nhân là do trong gừng có một enzyme phân giải protein. Khi chế biến, lúc đầu cho lửa nhỏ, đun vài chục phút, rồi mới cho lửa cháy mạnh vì enzyme phân giải protein của gừng hoạt động tốt nhất ở 60 độ C. Triệu chứng dị ứng, ngộ độc từ cá ngừ. Sưng, đỏ, ngứa. Ngứa có thể xảy ra chỉ sau vài phút ăn hoặc va chạm vào thịt cá ngừ như đầu bếp, người mua cá, người bán cá và có thể kéo dài từ 2 đến 4 giờ. Cũng có người bị sưng mắt và sưng môi và trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể sưng lưỡi, sưng cuống họng, làm cản đường không khí, gây nghẹt thở. Rối loạn tiêu hóa, ói mửa rất thường xảy ra kèm theo đau bụng nghiêm trọng, tiêu chảy, khó nuốt thức ăn. Tiêu chảy và ói mửa là cách cơ thể đào thải chất gây dị ứng ra ngoài. Hèn suyễn. Những người dị ứng với cá ngừ có thể gặp những triệu chứng có liên hệ tới hèn suyễn, chẳng hạn như khó thở, ho, thở khò khè, đau ngực. Hít thở hơi cá ngừ khi nấu nướng hoặc va chạm vào thịt của nó càng làm cho hèn suyễn nghiêm trọng hơn. Thường triệu chứng xuất hiện vài phút sau khi ăn cá ngừ và triệu chứng có thể kéo dài nhiều giờ. Phản ứng phản vệ. Phản ứng này tác động toàn bộ cơ thể, gây khó thở, gây sưng các mô ở môi, cuống họng, lưỡi, khớp. Những phản ứng phản vệ rất nguy hiểm, đe dọa mạng sống của bệnh nhân nếu không được cấp cứu kịp thời.
Với cá ngừ, chúng ta có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, để giữ được vị ngọt thơm của nó, thì món cá ngừ sốt cà chua luôn là lựa chọn hàng đầu. Để nấu món cá ngừ sốt cà chua, nguyên liệu chúng ta cần có cá ngừ, cà chua, hành lá, rau thơm. Gia vị đi kèm bao gồm mì chính, hạt tiêu, đường, hạt nêm. Cá ngừ cắt khúc, dày khoảng 3-4 cm, sau đó cho lên chảo dầu nóng, rán sơ qua. Sau đó chúng ta làm nước sốt. Đập nhỏ hành, phi thơm, cho cà chua đã cắt nhỏ vào đảo đều, cho các gia vị vừa đủ, thêm một ít nước lọc. Sau đó cho cá vào sốt. Sốt đến khi nước sền sệt thì cho rau vào, đun thêm 1-2 phút nữa là được. Lưu ý khi chọn cá ngừ là chúng ta phải chọn cá thật tươi và không bao giờ được chọn cá đông. Thì khi chúng ta làm cá ngừ sốt cà chua thì chúng ta phải rán lên cho vàng rồi chúng ta mới cho vào sốt cà chua. Khi sốt cà chua thì chúng ta phải chuẩn bị là hành, tỏi, gừng. Chúng ta băm lên rồi phi thơm lên cho cà chua vào. Đảo thơm vào rồi mình đổ nước vào, rồi mình bỏ gia vị vào rồi sau đó mình nếm vừa vị rồi mình cho cá mình đã rán vào. Xong chúng ta thái, trước khi chưa cá chín là chúng ta thái hành lá, thia la, thái nhỏ để chuẩn bị lúc nào cá được thì mình vớt ra và mình rưới rau vào rồi mình rắc tiêu lên.